chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em trở lại với kênh của Phường Đo Mì An Giang nha. Hôm nay em lên cái kênh phụ này quay vòng vòng cho anh em xem nha em. Đó, em có về một số hàng nữa nha em. Nói chung về lai gai, ngày nào cũng về hết. Đó, không ít thì nhiều anh em. Úi dù ơi, Phan Tần nó yêu thương làm sao. Sony, Phan Tần Sony nha anh em. Đó, ống áp gì mà cái âm ly gì mà tới hai nguồn điện luôn, pin đó nha anh em. Cái này thì Vito 160W. Qua em sẽ qua bên kia cho anh em xem một số đồ mới về nha anh em. Đó, đường xá thì đang làm ha, nè lộ đạn đang làm nha anh em, quá trời luôn nha. Rồi đó, lộ đang làm nè. Úi dù ui. Rồi nè, quay sơ sơ cho anh em xem ha. Đó, mới về nha anh em. Đây, đó, hàng mới về. Về thì gồm có mấy cam ly, người ta xài mà tới người ta đánh số lên luôn anh em. Nè, gì ra gì vào gì. Úi dù ui, nó ghi số sẵn luôn. Đó, mấy con nội địa nha. Đây, mấy cặp lo đây, California nè, Sony Arang nè anh em. Đó, với mấy cặp lo gì đây, cục này có máy gì nữa đây. Đó, đó nè. Rồi thì hôm nay em quay kim một đoạn nhỏ nhỏ cho anh em thôi ha. Đó, cho anh em biết là hôm nay em có đồ lây ga lây ngang anh em. Đó, anh em có gì anh em vào 5 giờ chiều. Đó, anh em vào kênh của Phương Đam Mê TV ha. Lộc Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Đó, Phương Đam Mê TV không còn hoạt động nữa. Vô kênh Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Đó, để chốt đơn nha. Rồi, không nói dài dòng nữa. Và em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nếu thấy hay, nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào anh em. Máy bay anh em nha.